KNP Đại Phát Jewelry chuyên bán vàng hộp xoàn GIA và đủ các loại nữ trang hiếm quý được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trên 25 năm qua. Để cảm tạ quý khách, chúng tôi có giá thật hấp dẫn: hộp xoàn 4 ly VVS1 nước Y 400 Mỹ kim, 4 ly rưỡi 700 Mỹ kim. Hộp xoàn GIA với giá đặc biệt chỉ có tại KNP Đại Phát Jewelry trên lầu Phước Lộc Thọ, căn 214, gian hàng số 8 và 9 và mỗi thứ ba lúc 10 giờ 30 sáng và thứ sáu 8 giờ 30 tối. KNP Đại Phát Jewelry sẽ đem đến khán giả Lido Song TV những viên hộp xoàn GIA giá trị hợp túi tiền. Kính quý vị đón theo dõi 7148900699. Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Talk Show giới thiệu đến quý vị trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát. Và một lần nữa số điện thoại để quý vị chuẩn bị gọi vô cho chúng tôi là 7143058089. Và bây giờ thì chị Bích sẽ giới thiệu cho chúng ta những món nữ trang kế tiếp trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời chị. Trước khi Bích nói tới món số 9, Bích mong quý vị là lúc quý vị gọi vô thì Bích vẫn giữ cái số phone và cái người gọi là tên gì, rồi chút xíu Bích sẽ gọi lại, make sure cái người, cái khách hàng đó phải tới lấy, mà lấy ngày nào, giờ nào, nói cho Bích biết. Mà nếu mà không lấy cũng phải gọi cho Bích biết để Bích bán cho người thứ hai. Là vì nhiều món mà khách hàng nói gọi mà khách hàng lại không tới lấy, mà không tới lấy thì Bích đi bán cho người thứ hai, lúc mà khách tới lấy thì lại giận, nói ủa sao gọi mà lại không để lại cho tôi. Mà lúc mà Bích có chỉ có một đôi mà cứ chờ mà quý vị không tới lấy, mà quý vị lại nói ủa sao kỳ quá, sao không gọi lại cho tôi, thì Bích không biết cách nào là để nói cho quý vị biết hiểu là Bích cũng muốn bán giữ lại uy tín lắm. Và số 1 là cái người số 1 được lấy, tại vì hộp xoàn của Bích, cái thứ nhất là nó rẻ, giá mềm. Cái thứ hai, mỗi viên hột xoàn đều có giấy giám định của GIA. Thì ai cũng biết cái giá cả với lại cái số, cái chất lượng của cái hột xoàn rồi. Thì ai cũng thích. Nhưng mà lúc mà họ gọi mà lại không chạy tới lấy. Mà lúc mà cái người muốn lấy thì chờ hoài gọi tới. Mà nhà Bích gọi cái người đó tới lấy. Thì thành ra là cái người thứ nhất muốn lấy lại không có hàng rồi. Thành ra là cuối cùng là quý vị giận Bích. Mong quý vị thông cảm cái phần đó quý vị nhé. Ok, bây giờ Bích qua món số 9 là một đôi bông tai vàng trắng 18K có 8 viên xoàn nhỏ cộng với 2 viên xoàn, mỗi viên là 3 ly 7. VVS1 nước e-color sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 820 rồi, on sale ngày hôm nay đôi bông tai rất hấp dẫn, chỉ có là 680 đô. Rẻ mà đẹp, quý vị có thể mua để tặng quà cho Christmas đó quý vị. Qua món số 10, một chiếc nhẫn xoàn vàng trắng 14K cộng với 5 viên xoàn, mỗi viên là 2 ly rưỡi. VVS2 nước e-color sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 500 đô rồi, on sale ngày hôm nay chỉ có là 390 đô. Quá rẻ quý vị. Là chỉ có một chiếc một mà thôi, quý vị mong quý vị gọi vô, nó rẻ lắm. Qua món số 11 là một chiếc nhẫn xoàn vàng trắng 14K cộng với 5 viên xoàn, mỗi viên là 3 ly. VVS2 nó sạch lắm quý vị, trong mà không bọt quý vị, nước e-color thì tuyệt vời rồi, sạch đẹp. Giá thị trường là 780 đô, on sale chỉ có 650 đô. Đẹp lắm quý vị. Qua món số 12 là một chiếc nhẫn xoàn vàng trắng 18K cộng với 5 viên xoàn, mỗi viên là 3 ly 3. Sạch đẹp VVS2 e-color, sạch đẹp không bọt luôn quý vị. Giá thị trường là 1200 đô quý vị. Giá on sale là 950 đô, đẹp lắm. Qua món số 13 là một cái mặt xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K có khoảng 15 viên xoàn nhỏ cộng với một viên xoàn chính giữa là 3 ly rưỡi. VVS2 nước e-color sạch đẹp, giá thị trường là 580, on sale chỉ có là 450 đô. Qua món số 14 là một chiếc nhẫn nam vàng 18 cộng với 12 viên xoàn nhỏ, vàng nặng là 2.3 cộng với một viên xoàn 4 ly 2 SI e-color trắng. Giá thị trường là 880 đô, on sale ngày hôm nay chỉ có 680 đô thôi quý vị. Chiếc nhẫn nam này rất dễ thương.
qua món số 15 là một đôi bông tai vàng trắng 18K, cộng với 16 viên xoàng nhỏ, cộng với hai cái viên xoàng chính giữa là 4 ly. VVS1 thì sạch đẹp quý vị, nước e-color, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 1.500 đô, on sale chỉ có là 1.200. Cái xoàng 4 ly là VVS1 nước e-color chỉ có là 400 đô một viên, nhân 2 là 800, cái vỏ xoàng là 400, hai cái cộng lại là 1.200. Qua món số 16 là một đôi bông tai vàng trắng 18K, cộng với hai cái viên xoàng mỗi viên là 3 ly rưỡi. VVS1 nước e-color sạch đẹp không bọt mà cũng không than, giá thị trường là 720 đô, on sale là 580, hai cái là 580 đôi bông tai này rất dễ thương. Mong quý vị gọi vô cho KMP Đại Phát, số phone là 714-305-8089 quý vị nhé. Cảm ơn chị Bích. Và sau đây thì Phong Khánh sẽ lặp lại những món nữ trang kế tiếp trong chương trình ngày hôm nay. Món thứ 9 đó là một đôi bông tai vàng trắng 18K, có khoảng 8 viên xoàng nhỏ, cộng 2 viên xoàng 3 ly 7, VVS1, nước e-color, giá on sale là 680 đô. Món thứ 10 đó là một chiếc nhẫn xoàng vàng trắng 14K, cộng 5 viên xoàng 2 ly rưỡi, VVS2, nước e-color, giá on sale là 390 đô. Món thứ 11 đó là một chiếc nhẫn xoàng vàng trắng 14K, cộng 5 viên xoàng 3 ly, VVS2, nước e-color, giá on sale là 650 đô. Món thứ 12 đó là một chiếc nhẫn xoàng vàng trắng 18K cộng 5 viên xoàng 3 ly 3 VVS2 nước e-color giá on sale 950 đô. Món thứ 13 đó là một mặt xoàng kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K có khoảng 15 viên xoàng nhỏ cộng 1 viên xoàng 3 ly rưỡi VVS2 nước e-color giá on sale 450 đô. Món thứ 14 thưa vị đó là một chiếc nhẫn nam vàng 18K cộng 12 viên xoàng nhỏ vàng nặng 2 chỉ 3 cộng một viên xoàng 4 ly 2, giá on sale là 680 đô. Món thứ 15 đó là một đôi bông tai vàng trắng 18K cộng 16 viên xoàng nhỏ cộng 2 viên xoàng 4 ly VVS1 nước e-color, giá on sale là 1.200 đô. Món thứ 16 đó là một đôi bông tai vàng trắng 18K cộng với lại 2 viên xoàng 3 ly rưỡi VVS1 nước e-color, giá on sale là 580 đô. Xin vị gọi ngay cho chị Bích ở số điện thoại là 714-305-8089, 714-305-8089. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi chương trình Talk Show ngày hôm nay, và liên tục chúng tôi sẽ còn nhiều mặt hàng on sale nữa. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi và đừng quên gọi chị Bích ở số điện thoại là 714-305-8089, 714-305-8089. Chúng tôi sẽ trở lại với những cái chương trình hộp xoàn on sale đặc biệt nữa. Xin mời quý vị chú ý theo dõi.